1001 câu chuyện. À, xin chào các em. Và ngày hôm nay chúng ta chơi miếng giấy sticker 5.000 đồng này nha. Và bây giờ chị và các em sẽ cùng nhau khui ra để xem là trong miếng giấy 5.000 này thì nó có những cái gì hay ho và thú vị. Wow, và chị đã khui ra cái này rồi. Và chúng ta sẽ có hai cô nàng cực kỳ xinh xắn. Cô nàng này có một mái tóc màu xanh, có hòa lẫn một chút màu tím, trông rất là đẹp và huyền bí đúng không? Và xuống dưới đây, cô nàng thứ hai. Wow, cô nàng này cũng có mái tóc là không kém sự huyền bí và xinh đẹp hơn cô nàng thứ nhất đâu nha. Cô nàng này thì có một mái tóc vàng nè, đuôi tóc còn có pha một chút màu xanh, rất là đẹp luôn, cùng với những bộ đầm và những phụ kiện thật là xinh đẹp. Và trước mắt chị sẽ là một quyển sổ màu đen. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một căn phòng huyền bí ở thế giới bóng đêm bằng cây viết này nha. Đây là một cây viết kim tuyến có màu bạc. Cây viết này thì được viết lên tờ giấy này á thì là nó siêu nổi luôn. Bây giờ mình sẽ tạo ra một thế giới huyền bí nha. Mình sẽ làm cho nó không còn một màu đen u ám và không còn một cái màu tối. Thường thường thì chúng ta không có ai mà thích cái màu tối hết đúng không? Ai cũng rất là thích cái màu nó sáng nè, rồi hả, đầy đủ màu sắc hết. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái viết này phải trang trí thành một cái căn phòng thật là xịn và thật là huyền bí luôn. Wow, cái viết này của chúng ta khi mà viết lên quyển sổ đen này thì nó đẹp, cực đẹp và cực nổi luôn nha. Đó, cái viết này về mà lấy trang trí sổ thì rất là ok luôn nha. Xịn chưa? Mình sẽ vẽ thêm vài cái mặt trăng vô nữa. Chúng ta sẽ làm trong từ một cái màu đen mà nó không còn cái sự đen tối và đơn giản nhàm chán nữa, mà mình sẽ làm cho nó một cái sự huyền bí ha. Có sao, có trăng, wow, rất là đẹp và mộng mơ, lãng mạn nữa đúng không? Xong rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một cái màn. Đó, chúng ta đã có được một cái rèm màn thật là xinh xắn nha. Trời ơi, thấy căn phòng huyền bí của chúng ta như vậy là đã đủ xinh đẹp chưa? Chị vẽ thêm một vài cái mặt trăng nữa nha. Đó, xong rồi. Như thế là chúng ta đã có một cái căn phòng huyền bí ha. Và ở dưới căn phòng đó thì sẽ cũng có là hai cô nàng thật là huyền bí của chúng ta luôn. Đầu tiên là cô nàng tóc tím nha, tóc tím xanh chứ. Đó, bây giờ mình chọn một bộ đồ cực đẹp. Đây, cái bộ này rất là xinh luôn nè. Đó, cầm thêm một cái phép thuật nữa. Ta-da. Thấy mình có xinh chưa các bạn ơi? Mình sẽ thêm một cái phụ kiện gì nữa đây. Một chiếc nơ to ngay phần cổ. Cái nơ này hả, chị sẽ trang trí ở dưới cái cổ váy nha. Đó, bây giờ thêm một cái cài xinh. Ê, rớt rồi. Thôi cầm bên tay đi. Màn đầu tiên, bây giờ sẽ là màn thứ hai. Màn thứ hai của chúng ta đây. Chị sẽ chọn bộ này nha. Ê, cái bộ này không có hợp với cô này. Đó, chọn một cái chiếc váy khá là xinh xắn luôn. Nhìn rất là ngây thơ và đáng yêu nhé. Cái nơ bên hông nữa. Sau đó màn này cũng sẽ cầm một cái cây phép thuật luôn nha. Ta-da, xinh chưa. Ở bên đây thì mình cũng sẽ vẽ một cái tủ đồ. Vẽ một cái tủ đồ đơn giản thôi. Trời ơi, cái cây viết này vẽ rất là xuống cái tay luôn á mấy em. Xong rồi. Một cái tủ đồ siêu xịn ha. Ta-da, và mình sẽ treo tiếp tục 4 chiếc đầm ống ánh xinh đẹp này vào chiếc tủ đó thôi. Đó, những cái chiếc đầm thật là xinh luôn đúng không nè. Then, đây, chiếc đầm đầu tiên. Chiếc đầm thứ hai nhé. Đó, đã xong phần những chiếc đầm rồi. Và kế tiếp sẽ là những cái phụ kiện mình cũng sẽ đặt vào tủ luôn nha. Đó, chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Hôm nay hai đứa mình có một cái vé mời buổi tiệc ở thế giới loài người đó. Hôm nay có một ngày để tụi hai chị em mình thoải mái tung tăng ra ngoài thế giới muôn màu kia rồi, chứ suốt ngày cứ nhốt mình trong thế giới màu đen này chắc là bệnh mất thôi. Đâu có phải thế giới màu đen không đâu chị.
Chị xem nè, quần áo của mình chẳng phải toàn màu sắc thôi sao? Đúng vậy, do là hai chị em mình đã trao đổi với con người, cho nên những cái bộ đồ này nhờ những cái con người ở thế giới ngoài kia mai cho chị em mình á. Không á, chắc suốt ngày cứ đen thùi lũi thế kia thì còn gì là thú vị của cuộc sống này nữa. Thôi, hai chị em mình bây giờ hãy cùng nhau tranh thủ chọn cho mình những bộ váy thiệt đẹp do con người mang đến để mình chuẩn bị đến bữa tiệc của con người thôi. Đúng là hai chị em mình tuy không phải là người bình thường, là những nàng tiên trong bóng đêm, nhưng lại phải nhờ tới con người đó. Mà họ đã mang tới cho mình 4 chiếc đầm kia kìa. Bây giờ hai chị em mình qua đó lựa bộ thật là phù hợp với mình để đến tham dự buổi tiệc của họ đi. Chắc chắn họ sẽ rất vui mình. Và có dịp mình cũng sẽ dắt họ đến thế giới bóng đêm của mình để xem họ có hoảng sợ không khi xuống dưới đây toàn là những màu đen hết kia. Được rồi, bây giờ em sẽ chọn một cái bộ đồ phù hợp với mình để xem sao. Đây rồi, em thấy bộ này đẹp nè. Bây giờ em sẽ đổi thêm một cái vương miện nữa. Xong rồi, bây giờ thì em có thể đi dự tiệc tới lượt của chị đó. Và không quên mang theo cái phép thuật thần kỳ của mình. Ta-da! Còn chị sẽ chọn bộ này, em thấy như thế nào? Rất là dễ thương, nhí nhảnh luôn không? Đúng không nè? Coi chiếc váy của chị đi, có thật là nhiều tầng. Và nó sẽ có 3 màu, hồng, đỏ và trắng. Ôi, thích thiệt, đúng là những gì của thế giới loài người. Nó muôn màu muôn vẻ, đẹp quá đi mất. Đúng rồi, bây giờ hai chị em ta đã có thể đến thế giới muôn màu đó rồi. Tên tên, con người ơi, tụi mình đến đây. Chiêu chiêu chiêu. Ta-da, và thế là hai nàng xinh đẹp trong thế giới bóng đêm của chúng ta cũng đã đến lúc đến với thế giới loài người muôn màu rồi. Không biết các em có thích xuống thế giới bóng đêm cùng với hai cô nàng này không? Tên tên, và bạn nào muốn đặt mua bộ sticker 5.000 này thì hãy liên hệ ngay với Facebook GB của số điện thoại 0937 899 7007 để đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye.